Kính chào quý anh chị và các bạn, nhà sư Thích Minh Tuệ đã đoán trước được tương lai một cách cụ thể qua những lời nhắc nhở và quả quyết trước đây không lâu mà giờ đây đã lần lượt chứng nghiệm và thành hiện thực. Hãy cùng nhau chiêm nghiệm về những lời tiên tri nhắc nhở của sư thầy Thích Minh Tuệ đã nói trước đây, nay đã thành hiện thực. Vâng, chúng ta cũng không cần phải tìm về quá khứ xa xôi mà chỉ cần quay lại sự kiện ngày mùng 3 tháng 6. Trước đây, tại tỉnh Thừa Thiên Huế, vào ngày mà sư Minh Tuệ bỗng nhiên mất tích, đã khiến đông đảo đồng bào nháo nhào đi tìm. Người dân xôn xao và đoán già đoán non, rồi cuối cùng, vào một buổi sáng đẹp trời ít ngày sau đó, tại một mảnh đất thuộc tỉnh Gia Lai, quê hương của sư thầy Thích Minh Tuệ, thầy đã xuất hiện trở lại. Dưới một dáng vẻ vô cùng quen thuộc, thầy Minh Tuệ đứng trước cổng nhà cô hàng xóm, xin khất thực một bữa ăn chay duy nhất trong ngày. Tin đồn về sự xuất hiện của thầy nhanh chóng lan truyền, và chẳng mấy chốc đã có hàng trăm, hàng nghìn, thậm chí vài nghìn người từ khắp nơi đổ về, chỉ mong gặp được thầy để đành lễ. Lần này, thầy về làng quê để khất thực, nhưng tại sao thầy lại không về thăm cha mẹ ngay mà lại đến nhà cô hàng xóm trước để xin đồ ăn chay? Điều này liên quan đến giới luật tu hành mà thầy đang thực nghiệm. Sau khi đã nhận đủ đồ khất thực, thầy tìm một bãi cà phê bên vệ đường để thọ thực. Sau khi thọ thực xong, thầy mới về ghé thăm cha mẹ, nơi mà trước đây thầy từng sinh sống. Sư Minh Tuệ đã dành khoảng 3 giờ đồng hồ nói chuyện cùng gia đình. Khi thầy chuẩn bị đi ẩn tu lần thứ hai, gia đình thầy vẫn mở cửa đón chào người dân tứ xứ đến thăm. Cha của sư Minh Tuệ giải thích rằng việc này đã được thầy tiên đoán từ trước. Thầy còn dặn dò cha mẹ nên hoan hỉ mở cửa đón tiếp mọi người, không nên xua đuổi họ, vì họ tự nguyện đến, không ai ép buộc cả. Thêm vào đó, việc này có sự chứng kiến của các chư thiên. Chính vì thế, cha mẹ thầy đã nghe theo lời dặn của thầy. Cụ Lê Xuân, 85 tuổi, cho biết thầy đã dặn trước rằng hãy mở cửa đón khách đến thăm. Cha mẹ không cần phải giấu giếm gì, vì chư thiên đã bảo họ đến, chư thiên chứng giám mọi việc. Dù có mệt mỏi nhưng cha mẹ vẫn phải tiếp đón khách một cách hoan hỉ, bởi nếu không tiếp đón, có thể sẽ mất phước. Hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Bậc làm cha mẹ luôn thể hiện lòng hiếu khách. Bên ngoài, hai cụ luôn vui vẻ tiếp đón mọi người, nhưng trong sâu thẳm, họ không khỏi ngậm ngùi thương xót. Nhất là cụ bà, mẫu thân của sư thầy Minh Tuệ, người luôn gượng cười và gạt những giọt lệ nghẹn ngào rơi. Cả hai cụ đều biết rằng, lần này con của họ trở về nhưng không thể đoàn tụ với gia đình. Sư Minh Tuệ đã phải lên đường đi ẩn tu lần nữa sau khi từ giã căn chòi nhỏ, nơi mà người dân kính yêu đã gọi là ngôi chùa đơn sơ, mộc mạc nhất thế giới. Thầy ra đi theo tiếng gọi của Bát Nhã Tâm Kinh, như tiếng gọi của Như Lai Phật Tổ. Thầy ra đi để lại những lời tiên tri về cảnh Phật tử từ khắp nơi tìm đến, để thầy ban phước lộc và duyên lành cho những đồng bào gặp khó khăn. Họ đến với lòng tôn kính và sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, mang theo lễ vật, của cải, tiền bạc đến nơi này. Lời tiên tri về chính số phận của mình, sư Minh Tuệ cũng đã đoán trước được tương lai sẽ gặp nhiều kiếp nạn. Thậm chí, sư không thể đi khất thực, không thể gieo duyên lành cho chúng sinh như trước. Có thể, sư Minh Tuệ sẽ phải ẩn tu trong rừng sâu, ăn lá cây để sống. Nghe những lời tiên đoán này mà lòng xót xa, bồi hồi xúc động quá. Thương thay cho một bậc chân tu giữa thời mạt pháp, khi trắng đen lẫn lộn. Thầy nói, nếu mà họ cấm đoán quá thì mình vào rừng mà sống, mình ở đó, không giao tiếp với ai, mình an lạc giữa thiên nhiên. Ăn lá cây, quả rừng, không cần phải đi khất thực với ai nữa. Ra ngoài đời, mình đi gieo duyên, đi khất thực, nhưng giờ mà họ cấm, không cho tu hành, thì mình vào rừng, ở núi. Tôi sẽ ở đó, ngồi thiền, sống nhờ vào lá cây, quả rừng. Tôi sẽ tiếp tục cuộc đời tu hành cho đến khi hết kiếp này, theo duyên nghiệp của mình. Như vậy cũng là cách để học tập, không có gì phải buồn khổ hay lo lắng cả. Dù họ có cấm đoán, mình vẫn cứ đi con đường của mình. Nhưng nếu đất nước này cấm luôn cả việc đi bộ trên đường, thì đúng là thử thách lớn. Tuy nhiên, không ai cấm đi bộ cả, chỉ có điều họ nói rằng cấm đi khất thực thôi. Quý vị khán thính giả vừa nghe những lời tiên tri về số phận của sư Minh Tuệ. Thầy đã đoán trước rằng sẽ gặp nhiều kiếp nạn, thậm chí không thể tiếp tục gieo duyên lành như trước. Sư Minh Tuệ sẽ phải ẩn tu trong rừng sâu, ăn lá cây và quả rừng để sống qua ngày. Vâng, những lời nói này không chỉ là những lời tiên tri về tương lai, mà còn là thông điệp mạnh mẽ về lòng kiên định và an lạc trong tâm hồn của một bậc chân tu. Sư Minh Tuệ hiểu rằng con đường tu hành không hề dễ dàng, và thầy có thể phải đối mặt với nhiều kiếp nạn, đặc biệt là những người dân bám theo với nhiều lý do khác nhau. Dù phải ẩn tu trong rừng sâu, ăn lá cây để sống, nhưng sư Minh Tuệ vẫn giữ được tinh thần an lạc và quyết tâm tu hành.
Thầy không lo lắng hay buồn khổ về những trở ngại, mà ngược lại, thầy chấp nhận và sống hài hòa với hoàn cảnh. Lời tiên tri và tâm sự của sư Minh Tuệ đã khiến rất nhiều người xúc động và xót xa cho một bậc chân tu. Những chia sẻ này cũng là lời nhắc nhở cho tất cả chúng ta về giá trị của sự bình an nội tại và tinh tấn kiên trì trên con đường tu hành. Để tu hành được như sư Minh Tuệ, cần phải trải qua và hội tụ vô vàn những đức tính như dũng cảm, kiên nhẫn, khiêm tốn và chân thật. Theo cách nói của Đạo Phật, khi đủ nhân duyên thì mới thành. Chúng ta có thể học được từ vị sư này ngay tại nhà mình, ngay bây giờ và tại nơi đây mà không nhất thiết phải trải qua những khổ hạnh như sư Minh Tuệ. Đầu tiên, chúng ta học được sự kiên nhẫn. Đây là đức tính quyết định sự thành công. Sư Minh Tuệ đã tu hành gần 7 năm nay, chắc chắn là một bậc cao thủ về sự kiên nhẫn. Chỉ cần chúng ta học được một phần nghìn của sư thôi là đã thành công rồi. Chúng ta nhận ra rằng môi trường xung quanh không cần phải thay đổi, mà chỉ cần thuận theo lẽ tự nhiên mà sống. Nếu ai đó làm mình khó chịu, thì mình tránh đi. Ai đó đã hãm hại mình, thì cố gắng quên đi. Nếu ai đó đang nợ tiền mình mà không trả, thì mình cũng tạm quên đi. Quan trọng là chúng ta quyết tâm thay đổi bản thân, tìm mọi cách để tạo ra những thói quen tốt như tập thể dục, nâng cao sức khỏe, hạn chế nhậu nhẹt và cố gắng giữ tinh thần tích cực, hướng về những điều tốt đẹp. Khi mình thay đổi, tự nhiên xung quanh cũng sẽ thay đổi. Chúng ta phải hiểu rằng những tranh cãi về thắng thua, ganh đua, đấu đá thiệt hơn trong đời này không còn quan trọng nữa. Chúng thật sự vô nghĩa và vô bổ, chỉ mang lại năng lượng tiêu cực mà thôi. Nếu chúng ta có thể nhận ra điều đó, giữa chúng ta sẽ hình thành được sự khiêm tốn, biết mình biết người và đặc biệt là hiểu được sự thật của cuộc sống, rất giản dị và dễ sống. Sự xuất hiện của sư Minh Tuệ giúp chúng ta có thời gian để chiêm nghiệm lại, để sống, để thở, để đi. Cả ngày, sư chỉ ăn một bữa chay, uống vài ngụm nước. Điều này cho thấy rằng vật chất không quan trọng và tiền bạc cũng không phải là mục tiêu để đạt được hạnh phúc. Tất cả chỉ là phương tiện, còn điều quan trọng là cách chúng ta sử dụng chúng. Danh tiếng và thương hiệu sẽ tự đến nếu chúng ta đủ kiên nhẫn và trong sáng tuyệt đối với công việc mình đang làm. Sư Minh Tuệ là một ví dụ điển hình cho điều này. Sư không có quyền lực, không có nhà cửa, chức tước hay tiền bạc, nhưng lại rất nổi tiếng. Còn có rất nhiều điều để chúng ta học hỏi và chiêm nghiệm từ vị sư tuyệt vời này. Sư Minh Tuệ như một làn nước mát tưới lên bầu không khí ngột ngạt của thời mạt pháp khi nhiễu nhương lộng hành, thật giả lẫn lộn. Cảm ơn sư Minh Tuệ, người đã gạt bỏ được sân hận, dù biết trước sẽ gặp nhiều tai ương nhưng không bỏ con đường tu tập. Sư sẵn sàng đối mặt và chấp nhận những khó khăn, vào rừng sâu, ăn cây cỏ để giữ chọn con đường tu hành. Trên đây là những lời thật tâm dưới góc nhìn nhỏ hẹp, với suy nghĩ nông cạn mà kênh muốn chia sẻ. Dù đúng hay sai, hay có bất kỳ điều gì, xin quý vị để lại lời bình luận, đóng góp ý kiến để em có thể trau dồi thêm kinh nghiệm và hoàn thiện hơn. Còn tiếp theo chương trình hôm nay mời quý anh chị đến với câu chuyện tiếp theo. Kính thưa quý vị và các bạn, liệu thầy Minh Tuệ có phải là bậc chân tu đã chứng quả đắc đạo hay chưa? Đang có rất nhiều lời đồn đoán. Cổ nhân có câu, chân nhân bất lộ tướng, lộ tướng bất chân nhân. Phàm phu không thể thấy được thánh nhân, nhưng thánh nhân thì nhìn ra được phàm phu. Cho dù thầy Minh Tuệ đã đắc quả, thầy cũng sẽ không bao giờ nhận mình đắc quả. Bằng chứng là thầy Minh Tuệ luôn nói bản thân không phải là sư, là thầy hay là Phật gì cả, mà chỉ là một công dân Việt Nam bình thường đang tu học theo lời dạy của Đức Phật. Khi có người hỏi thầy chứng thiền được cấp mấy rồi, thầy cũng nói rằng bản thân vẫn đang tập thiền, chưa vào định hay lên cấp mấy gì cả. Dù không có những bài pháp giảng Phật lý cao thâm, nhưng qua những lời nói chân thành của sư Minh Tuệ giữa thời mạt pháp đầy thị phi, sư Thích Minh Tuệ được hàng triệu người Việt tán thán là bậc chân tu hiếm gặp 600 năm có một tại Việt Nam. Có nhiều chuyện lạ kỳ khi người dân tiếp xúc trực tiếp với thầy Minh Tuệ. Dễ nhận thấy nhất là chuyện trên người thầy tỏa ra mùi thơm như hương trầm khi đứng gần, mặc dù thầy ít khi tắm. Lý kỳ hơn, có người dân kể lại rằng muốn quay thầy Minh Tuệ lúc thầy ngủ ban đêm, nhưng không thể nào tiến gần để quay được, cứ lại gần là tức ngực, đau đầu, không thể tiến tới chỗ thầy nghỉ ngơi. Dường như lúc nào thầy cũng có các vị chư thiên hộ pháp bảo vệ bên cạnh. Điều này thầy Minh Tuệ cũng đã vô tình nhắc đến khi có người hỏi về vấn đề nếu thầy bị cấm không cho đi khất thực nữa, thì sao? Thầy trả lời rằng mình đi khất thực là để gieo duyên thôi, nhưng nếu người ta cấm không cho đi khất thực nữa, thì thầy sẽ về rừng, về núi tu thiền. Thầy sẽ ăn lá, quả rừng mà sống đến hết đời theo duyên nghiệp của mình. Khi tu hành, có các vị chư thiên hộ trì, kể cả khi ngồi trên rừng thì cũng có khỉ, voi đem trái cây quả cho mình ăn,
chẳng cần đi khất thực để lấy ăn nữa. Thầy đi khất thực là để gieo duyên theo lời Đức Phật. Như vậy, thầy Minh Tuệ phải là bậc chân tu thì mới có các vị chư thiên hộ pháp ngày đêm bên cạnh bảo vệ ngài trên con đường tu thành chánh quả. Một sự việc khác mà rất nhiều người đã quay lại được là khi thầy cùng đoàn người trên hành trình đi bộ hành ở Quảng Bình. Người dân đã quay lại cảnh thầy và đoàn tu ra đảnh lễ tượng Phật trên xe ô tô do người dân chở đến. Trời đang nắng, nhưng khi thầy Minh Tuệ và các đồng tu đảnh lễ tượng Phật, trời bỗng đổ mưa lớn ngay chỗ đó. Sau khi thầy đảnh lễ xong thì trời lại tạnh. Xét về nhân tướng, trên trán thầy Minh Tuệ có xuất hiện con mắt thứ ba một cách tự nhiên mà không phải ai cũng có. Hơn nữa, trên trán thầy có nét hẳn giống hình Phật A-di-đà giữa hai lông mày. Sau hơn 6 năm tu hành, đôi mắt của thầy Minh Tuệ đã thay đổi hình tướng thành mắt phượng hoàng với dáng mắt dài, đuôi mắt thon, thần quang rõ ràng, toát lên thần khí thông tuệ. Nhiều người cũng nói rằng thầy Minh Tuệ có khả năng nhìn được trước tương lai những chuyện lớn xảy ra. Lý do là sự trùng hợp khi thầy khoác y áo có vạt màu đen trắng trước ngày sư Minh Thiện mất, và cũng thật trùng hợp khi thầy cũng khoác y áo có vạt đen trắng liền mấy ngày trước khi bác Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng mất. Dù thầy Minh Tuệ có thể sử dụng con mắt thứ ba để thấy trước những điều sắp xảy đến hay không thì thầy cũng sẽ không nói ra bởi thiên cơ bất khả lộ. Có những chuyện lớn không thể nói ra, kẻo lộ thiên cơ. Chúng ta nhớ lại lời sấm truyền của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trước khi nhập Niết Bàn trong cuốn Phật Thuyết Pháp Diệt Tận Kinh có ghi lại như sau. Thừa xưa, Đức Phật còn ở nước Kusinaga thuộc Ấn Độ cổ, có rất nhiều tu sĩ và tín đồ tụ tập xung quanh Ngài để nghe thuyết pháp. Lúc này, Ngài đã ở dưới cội Bồ Đề khai ngộ và thuyết pháp được 49 năm. Các đệ tử của Phật cũng quen với hình ảnh Phật quang hiện quanh thân Ngài. Một hôm, Ngài không nói gì mà chỉ im lặng, ánh hào quang xung quanh Ngài cũng không thấy xuất hiện. Chúng đệ tử lấy làm lạ, A Nan là đệ tử của Ngài, mới cầu hỏi nguyên do. Đức Phật vẫn im lặng không nói. A Nan thỉnh hỏi đến lần thứ ba thì Ngài mới cất lời rằng sau khi Ngài lìa thế sẽ bước vào thời kỳ mạt pháp. Các pháp của Ngài sẽ bị phá hư và diệt vong. Đến lúc đó, nhân loại cũng xuất hiện nhiều sự tình kỳ lạ như hạn hán, thiên tai, dịch bệnh. Vào thời mạt pháp sẽ có một đấng thông thái được sinh ra để cứu độ chúng sinh. Mấy nghìn năm trước có Phật Di Lặc hạ thế giúp cứu độ chúng sinh, tiêu trừ khí độc, giải oán hận nhân gian. Cách đây hơn 1.000 năm về trước có Đức Liên Hoa Sinh của Tây Tạng, người được dân chúng tôn vinh là Đức Phật thứ hai. Ngày nay, sự xuất hiện của Sư Thích Minh Tuệ khiến mọi người nhớ lại lời tiên tri của Đức Liên Hoa Sinh khi xưa, khi chim sắt bay trên không trung, tức máy bay, ngựa sắt chạy trên mặt đất, tức tàu hỏa và xe hơi, đàn ông trở nên thô tục, buông thả, đàn bà không còn trong sạch nữa, các tu sĩ không giữ giới và đức hạnh, thiên lý bị đảo lộn gây ra dịch bệnh, nạn đói và chiến tranh làm khủng hoảng đời sống thế gian thì đó là thời đại mạt pháp. Thiên tai xảy ra khắp nơi, nạn đói và dịch bệnh tràn lan, đền chùa và tượng Phật bị phá hủy, các tu sĩ bị hãm hại. Vào thời mạt pháp đó, rất nhiều người xuất gia truy cầu danh lợi, họ tích lũy tài sản nhưng không làm Phật sự, không tụng kinh văn mà đắm chìm trong ca múa giải trí, phá giới mà trong tâm không hổ thẹn. Và đó cũng chính là lúc một đấng giải thoát được sinh ra đời. Có thể thấy rằng so với các lời tiên tri từ hơn mấy nghìn năm về trước, thì Sư Minh Tuệ, với con đường tu hành khổ hạnh và đức hạnh khiêm cung của mình, đang rất trùng khớp, ứng với lời tiên tri. Con không phải là sư, là thầy gì cả. Con là công dân Việt Nam giống như mọi người thôi. Con chỉ muốn tu học, con không có mục đích tuyên truyền hay giảng dạy gì cả. Tất cả lời Phật dạy đều có trên mạng, khi nào con thành tựu được chánh đẳng chánh giác, con mới giảng pháp cho mọi người. Bây giờ, ai muốn học thì cứ lên mạng nghe giảng của các sư thầy, kinh sách nào của Phật cũng đều có cả. Được ca ngợi là bậc chân tu cầu sự giải thoát hiếm có 600 năm có một tại Việt Nam, dù không nhận cúng dường hay mong muốn danh tiếng. Thầy Thích Minh Tuệ từng bước tu học trên con đường tu hạnh đầu đà như Ngài Maha Ca Diếp, một trong 12 đệ tử của Phật Thích Ca Mâu Ni. Hạnh đầu đà chính là hạnh mặc y phấn tảo, khước từ lợi lộc, chỉ nhặt vải rách bỏ bên đường nghĩa địa để may chắp vá thành y áo. Hạnh mặc tam y, chỉ mặc ba y, không mặc thêm y thứ tư. Y áo con mặc được may từ vải con nhặt ở nghĩa địa hay thùng rác ven đường. Hạnh đi khất thực sống bằng cách cầm bình bát ăn xin. Bình bát này là để nhận thức ăn từ người khác cho. Con là do con sửa chế từ nồi cơm điện mà người ta cho con, chứ không phải là y bát của quý sư thầy. Hạnh từng lớp khất thực, đây là việc đi khất thực theo từng nhà, không vì chọn gia chủ giàu sang mà bỏ qua những gia đình nghèo khổ, không tới nơi có nhiều đồ ăn ngon mà phải khất thực tuần tự. Hạnh chỉ ăn một chỗ, ngồi mỗi ngày chỉ ăn một bữa ở chỗ ngồi, khi đứng lên thì không ăn nữa.
Hàng ngày, con chỉ xin ăn một bữa trước giờ ngọ để nuôi thân tu hành, con không nhận tiền của ai cả. Hạnh ăn trong một bát, chỉ ăn trong bát, không ăn ngoài bát hay đồ đựng khác. Hạnh không ăn hậu thời, khước từ tàn thực, không ăn sau giờ ngọ. Sau khi ăn xong một bữa là không ăn nữa, không để dành tích trữ đồ ăn. Hạnh trú ở rừng, chỉ trú ẩn ở rừng hoặc nơi hoang vắng, cách xa làng phố. Hạnh cư ngủ dưới gốc cây, không ở nơi có mái che lập. Hạnh cư ngụ ngoài đồng trống, khi đi đến đâu thì cư ngụ chỗ đó, không vì ý thích mà chọn lựa nơi có mái che. Con ngủ ngồi, khi nào mệt quá thì dựa lưng vào gốc cây hay bờ tường nào đó. Tại vì ngủ nằm, khi thức dậy mình vẫn muốn ngủ nữa, như vậy là còn ham muốn ngủ thì còn khổ. Hạnh cư ngủ nơi mộ địa, con thường ngủ ở chỗ vắng vẻ hay nghĩa địa, tại vì con muốn mọi người tin tưởng con và thực hành theo lời dạy. Hạnh nghỉ ở đâu cũng được, tu sĩ tu hành hạnh đầu đà không chọn chỗ nghỉ mà tùy thuận nghỉ ở đống rơm, gốc cây. Hạnh thọ trì ngồi không được nằm ngủ, dù Phật không có nói, nhưng con chọn ngủ ngồi 3 năm rồi không có nằm. Con ngủ ngồi là vì con muốn bỏ cái ngủ đi, khi nào mệt quá thì ngồi dựa vào gốc cây hay bờ tường cũng được. Hạnh đầu đà là một trong những pháp tu khổ hạnh khó nhất để tôi luyện thân tâm, đặc biệt là hạnh thứ 13, chỉ ngồi không nằm, từ bỏ phiền não. Đầu đà có nghĩa là rũ sạch, không phải là lối tu hành sát thân mà chính là từ bỏ dục vọng, ham muốn của thân tâm để tìm đến hạnh phúc an lạc thật sự. Ngài Thượng Tọa Thích Minh Đạo đã từng tán thán sư Minh Tuệ là một người lặng lẽ hành đạo, đã làm cho tinh thần Phật giáo sống lại trong lòng Phật tử khắp năm châu. Thích Minh Tuệ chính là hình ảnh của Ngài Maha Ca Diếp, giúp chúng ta tin về một con người tự nguyện tu học tự do, theo tôn giáo hoặc không theo tôn giáo, miễn là sống theo chính mình. Con chả phải sư hay thầy gì cả, con chỉ là người Việt Nam học tập theo lời dạy của Đức Phật mà thôi. Kính thưa quý vị và các bạn, giữa thời mạt Pháp, chúng ta mất niềm tin vào chùa chiền bởi những sàm tăng, những kẻ mượn đạo tạo đời. Khoác lên mình bộ tăng phục nhưng lại dùng tiền cúng dường của bá tánh để mua xe sang, đeo đồng hồ Rolex, sử dụng vật chất đắt tiền, tự đúc tượng bản thân, hành xử thiếu đạo đức. Hay những kẻ vì trốn tránh pháp luật, trốn tránh cuộc đời mà lánh ẩn vào chùa nương nhờ cửa Phật. Thế nhưng khi đã vào chùa cũng chẳng an phận, học được vài câu kinh kệ thì mang ra thuyết giảng nhằm lấy lòng tin của Phật tử hòng trục lợi cá nhân. Trong hành trình đi khất thực khắp Việt Nam, Thích Minh Tuệ được so sánh với Đức Phật cách đây gần 2.000 năm về trước. Có người còn ca ngợi cho rằng sư Minh Tuệ chính là hiện thân của Đức Phật khi xưa, bởi có những điểm giống nhau đến kỳ lạ giữa sư Minh Tuệ và Đức Phật. Mẹ của Đức Phật là Hoàng hậu Maya sinh ngài ở ngoài vườn Lâm Tỳ Ni, còn sư Minh Tuệ cũng được sinh ra ngoài đồng khi mẹ sư đang đào khoai. Cả hai đều được sinh ra ở cảnh đồng không mông quạnh, không có sự trợ giúp từ người khác. Cả Đức Phật và sư Minh Tuệ đều bị chửi bới, quấy phá ngăn cản con đường tu đạo. Theo các điển tích Phật giáo, Đức Phật trước khi đắc đạo đã bị các ma vương đại diện cho tham sân si ái dục dưới đủ hình dạng xấu xí và có sừng nhọn quấy phá. Cuối cùng đã khuất phục trước pháp chánh đạo và phép thần thông của Ngài. Ngày nay, thầy Minh Tuệ cũng vậy. Dù có nhiều người đi theo Ngài trong hành trình khất thực, nhưng trong đó cũng không ít kẻ lợi dụng để trục lợi và thậm chí còn có kẻ chửi bới, đánh đập Ngài. Hôm bữa đi khất thực ở Quảng Nam, có người không cho con đi, đánh chửi con, nhưng con vẫn vui vẻ hoan hỉ. Nghiệp là của họ, mình làm gì là nghiệp của mình. 6 năm tu hành của Đức Phật để đắc đạo và 6 năm hành trì giới luật của Thích Minh Tuệ. Sau 6 năm hành trì giới luật, thầy đã buông bỏ chấp niệm với thế gian, thân tâm an lạc, đối xử với mọi người lúc nào cũng vui vẻ, cầu mong họ luôn được hạnh phúc. Đức Phật và thầy Minh Tuệ đều ngồi dưới gốc cây. Đức Phật và thầy Minh Tuệ đều được người dân tôn sùng và vây quanh vì chính con người đức hạnh của Ngài. Từ những clip và thông tin trên Internet, chúng ta có thể thấy được hạt giống từ bi được thầy gieo trong lòng nhiều người, từ người già đến trẻ, nam đến nữ khắp thế giới. Thầy Minh Tuệ đã làm sống lại đạo Phật giữa trần thế ô trọc. Nhờ những hình ảnh của thầy đầu trần chân đất mà con người sống đạo đức hơn, có đủ can đảm để từ bỏ những dục vọng phàm nhân thấp hèn. Đức Phật có tăng đoàn theo sau, và sư Minh Tuệ cũng có đoàn người mà thầy coi là các anh em huynh đệ theo tu học đạo cùng. Đức Phật và sư Minh Tuệ đều gây hiếu kỳ cho mọi người. Từ xa xưa khi chưa có thông tin đại chúng, nhưng danh tiếng Đức Phật đã lan rộng khắp thế giới. Ngày nay, sư Minh Tuệ khiến các Phật tử trong và ngoài nước hiếu kỳ và ngưỡng mộ. Ai cũng tự hỏi rằng tại sao một người không có gì hoàn hảo, không học vấn cao siêu, không triết lý Phật giáo uyên bác, hay không xuất thân ở ngôi chùa nổi tiếng nào lại có sức hút đến như vậy. Đức Phật và thầy Minh Tuệ đều bị gai đâm khi đi khất thực. Hình ảnh trong tăng đoàn có thầy Như Ngộ theo Minh Tuệ rất giống ngài A Nan theo Đức Phật khi xưa.
tăng đoàn bị chia rẽ. Theo truyền thuyết thì tăng đoàn của Đức Phật bị chia rẽ, còn thầy Minh Tuệ cũng bị chia rẽ với đoàn của mình trên hành trình ra Huế. Sau 6 năm, Đức Phật về thăm gia đình nơi Hoàng cung xa hoa, còn sư Minh Tuệ cũng về thăm gia đình sau 6 năm chỉ hành đi bộ. Trong tăng đoàn có người qua đời. Theo truyền thuyết kể rằng trong tăng đoàn của Đức Phật khi xưa có người mất và Đức Phật đã giảng rằng, này các tỳ kheo, trong mỗi giới hạn chúng sanh, trong từng chủng đều có sự tử thế, sự từ trần, sự thân hoại, sự diệt vong, sự chết, sự tử vong, thời đã đến, các uẩn đã diệt tận, sự vứt bỏ tử thi này các tỳ kheo đó gọi là cái chết. Ngày nay, khi đoàn người theo thầy Minh Tuệ cũng có người mất, sư Minh Thiện đã về cõi trời. Đó chính là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là định mệnh của thế gian. Kính thưa quý vị và các bạn, thật hư chuyện Thích Minh Tuệ là bậc chân tu đắc đạo hay không? 600 năm có một tại Việt Nam có ra sao thì chúng ta cũng không thể biết được vì chúng ta là phàm phu, nhưng với góc nhìn của một người mộ đạo thì chúng ta thật ngưỡng mộ một người dám sống vì lý tưởng của chính bản thân mình trước mọi sóng gió của cuộc đời. Một người không hề có học vị xuất chúng, không có nền tảng tu học đạo lý cao thâm, nhưng lại có vầng hào quang soi sáng cho biết bao nhiêu thiện nam tín nữ trần thế hướng thiện, hành thiện. Qua con đường khất thực của thầy, chúng ta học được cách buông bỏ những dục vọng vật chất, tiền bạc, buông bỏ những tham sân si tầm thường mà sống cho chính lý tưởng của bản thân. Đó có thể là đam mê, gia đình, hay là một ước mơ nào đó mà chúng ta đã bỏ quên suốt thời gian qua. Những bước chân của thầy khiến chúng ta tin rằng trên đời này không có gì là không thể nếu ta vững tin và kiên trì. Bên cạnh đó, sư Minh Tuệ còn là lời nhắc nhở đến chúng ta rằng hãy sống thiện lương, là chính mình, kiên trì giữ năm giới, hành thiện thì mọi thứ tốt đẹp sẽ đến. Con xin cảm ngộ công đức vô lượng của Ngài Thích Minh Tuệ và chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chúc cho quý vị thân tâm an lạc, từ bi và hạnh phúc.